Chúng ta có thể liên tưởng rằng việc trồng nấm đơn giản khi nhìn một bức tường bị nấm mốc. Nhưng nấm ăn phát triển kém hơn thế rất nhiều. Để nhân giống nấm, ta cần đợi cho chúng phát tán hàng ngàn bào tử vào trong không khí, rồi sau đó chờ cho các bào tử rơi đúng vị trí. Những người trồng nấm luôn biết tận dụng. Họ trồng xen kẽ nấm khi gieo trồng một số loại cây khác như lúa mì hay cà rốt. Sau đó họ trồng chung tất cả một ruộng. Nấm phát triển trong phân bón chứ không phải trong đất. Nhưng thành phần cơ bản dùng để tạo môi trường trồng nấm chính là rơm. Nấm cần có môi trường cân bằng giữa hơi ẩm và không khí mới có thể phát triển bình thường. Chủ trang trại luôn phải đảo đều hỗn hợp để thông khí. Họ cũng tưới nước và rơm ủ hàng ngày để phản ứng hóa học và sinh học. Chất amoniac hình thành, các vi sinh vật phát triển và sinh nhiệt. Phân bón lý tưởng chứa khoạng 2% đạm. Vì vậy người ta cần tưới thêm phân gà. Chủ trang trại còn trộn thêm đu xít. Chất khoáng này cải thiện cấu trúc hữu cơ của phân bón và làm trung hòa tính axit của phân. Sau khoảng từ 1 đến 2 tuần, người ta đổ toàn bộ hỗn hợp vào trong một máy trộn phân. Máy trộn sẽ tưới nước, sẽ thông khí và trộn đều hỗn hợp. Phân bón sau khi được trộn có mùi amoniac rất nồng. Tiếp theo ta cần phải loại bỏ côn trùng và trứng của côn trùng bằng cách đun nóng phân trong nhiều ngày liền. Họ để phân bón nguội dần để những vi sinh vật chuyển amoniac thành chất đạm và protein, chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi nấm. Những người nông dân có thể gieo vào đó những hạt lúa mì. Người ta trồng xen kẽ lúa mì với cơ quan sinh dưỡng của nấm. Đó là những sợi dây liên kết hoạt động như những rễ nấm. Hai tuần sau, nấm bắt đầu phát triển. Nó sinh trưởng rất nhanh. Thường nấm lớn gấp đôi chỉ trong 24 giờ. Nấm cũng không cần tới ánh sáng để có thể lớn lên như thế. Ngược lại với cây xanh, nấm chỉ sử dụng ánh sáng như một nguồn năng lượng để chuyển hóa khí carbonic thành khí oxy, ta gọi đó là quá trình quang hợp. Ngược lại với cây xanh, nấm hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbonic. Chính vì vậy ánh sáng không có lợi gì trong quá trình này. Ba ngày sau, những cây nấm sẵn sàng để có thể đem đi thu hoạch. Người hái nấm luôn phải chú ý cẩn thận tới rễ, bởi vì nếu họ không nhổ cả rễ có thể tiếp tục giúp nảy mầm một lứa nấm mới chỉ sau 3 tuần, và cứ 3 hoặc 5 ngày ta lại có thể hái nấm một lần. Để ngăn chặn quá trình phát triển, nấm được làm lạnh trong khoảng 1 tiếng rưỡi, nhiệt độ hạ xuống gần điểm đông lạnh. Trong khu vực đóng gói, những công nhân cân lượng nấm vừa đủ. Một cỗ máy phủ bọc nấm trong khay chứa. Cỗ máy đó cũng đục thủng lớp ni lông bọc ngoài để thông khí cho nấm thở. Thao tác này giúp nấm được bảo quản lâu hơn trong khay. Nấm được bảo quản trong máy lạnh cho tới lúc chúng được chuyển đi bán vào sáng hôm sau. Khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu được trồng trong phân bón cho tới khi được đưa đến khách hàng chỉ kéo dài 12 tháng.